Rồi, xe này là xe cuối cùng của ngày hôm nay là ngày thứ bảy nè. Đó, để anh em nào mà có coi clip này là chủ nhật mình nghỉ nha, mình đi lên trên núi Lý Thiên Hương đó. Đó. Đó, đi núi Bà Đen nha anh em. Thì chiếc xe này chủ xe sẽ thay bộ số riêng 125 nè. Rồi, ship ở đâu không mình không biết, và chủ xe kia mình gắn thì mình gắn thôi. Rồi, với lại một cái bộ nồi theo xe của K37 của thằng Future Lab nha. K73 chứ, K73 của Future Lab. Rồi chủ xe nè. Cái này là ông anh cũng làm ở đây, mình thay cái bộ nồi rim 125 thì chia lại cho anh này thôi, cũng anh em sao mình không cần biết. Mình lên cái clip này là để mình báo cho anh em là ngày mai mình nghỉ, có thể là nghỉ mấy bữa đó, có thể là tới thứ tư thứ năm tuần sau mới làm lại nha anh em. Rồi đi núi xong rồi nâng nền nữa nè. Rồi đó, nâng nền sửa nhà nữa để mất công là mốt nó xì ron rồi tùm lum, xì ron gạch rồi đó. Đây là đường nâng lên, là tới mùa mưa là ngập dữ lắm, đây nâng cũng một hai lần rồi đó, một lần rồi đó. Rồi nha.